Chào toàn thể các bác có niềm đam mê yêu thích đánh chim bì bịp trên toàn cả nước nhé. Hôm nay thì xin chia sẻ cho các bác thợ mới chơi là cách chọn chim bì bịp mồi trồng mái này. Thì đối với bác nào mà đang nhu cầu sử dụng về cái con chim mồi bì bịp giả nhồi keo này, có thể là tham khảo đặt hàng, số điện thoại để góc màn hình video. Để các bác điện đến thì bên cơ sở là lên đơn hàng gửi hàng cho các bác. Thì hai con chim này thì ở đây là có một con trống và một con mái các bác. Đấy thì nhiều anh em mà thích đánh chim trống và nhiều anh em thích đánh chim mái. Thì ở đây có hai con để cho anh em lựa chọn này. Đầu tiên thì về con chim bì bì thì đây là con trống này các bác này. Con trống thì lúc nào nó cũng nhỏ hơn. Đấy, nhỏ hơn rất là nhiều so với con mái các bạn. Đấy, nhỏ và đẹp. Đấy thì đối với mồi trống này thì đánh nó có cái hay của mồi trống. Và mồi mái thì anh em đánh hay mồi mái thì nói chung là tùy từng anh em thôi. Đấy, về con bì bì thì cái đầu tiên là để làm được con chim mồi giả này thì bắt buộc là phải chọn cái con chim bì bì tươi sống. Là đặt của anh em thợ. Đấy, anh em thợ đánh ở rừng về là ví dụ được 5-10 con là mình phải làm ngay. Chứ mình không để trong tủ lạnh thì cái lông... Khi anh em mua về sử dụng cái lông nó rất là bền. Đấy, rất là bền. Và chọn những lựa, những cái con chim bì bịp già đẹp 100% này để gửi đi cho các bác này. Đấy, đây là con mồi trống nhé. Còn con mồi mái nó to hơn các bác. Đây con mồi mái đây. Con mồi mái nó to hơn rất là nhiều. Đấy, mồi mái. Thì anh em cứ mua bảo là chọn cho tôi con trống thì em khác chọn cho con trống đẹp. Đấy, còn hoặc là anh em bảo chọn cho con mái thì em chọn cho các bác con mái đẹp. Đấy thì hàng thì ví dụ nguyên bản như thế này gửi đi cho anh em này. Đấy và hàng tới nơi thì anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, anh em cứ yên tâm. Đấy còn con này thì ví dụ anh em đánh thòng hoặc anh em đánh mẹt thì nó đều hiệu quả. Bởi vì cái thời điểm này con chim bì bịp mồi nó đang rất là căng. Đấy. Đấy, ví dụ như con mồi bên trong này. Đấy, nó đang trong cái thời điểm nó rất là căng. Đấy, con mồi này thì đây anh em so sánh giữa hai con này nó chả khác nhau cái gì cả. Đấy, và cái con chim mồi giả này thì giá cả của nó rẻ thôi anh em. Đấy, rất là rẻ. Đấy, cái thời điểm hiện tại thì cả phí ship của nó mới có 200.000 đồng, trong đó bao gồm phí ship vận chuyển rồi. Và cái quan trọng nữa là anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, rồi anh em yên tâm. Thì đây là cách chọn lựa chim bì bịp mồi giả nhé, trống mái nhé. Con bé thì thường thường nó sẽ là con trống, và con to thì thường thường sẽ là con mái. Thì anh em có nhu cầu sử dụng thì liên hệ cho em. Bây giờ chào các bác ạ.